Ok, chia sẻ nha các bạn nha. Chúc các bạn năm mới vui vẻ. Bây giờ cuối năm là đầu năm. Đầu năm thất nghiệp, không có gì làm, đi là sang rẫy làm phụ việc các bạn ơi. Người đang kéo lưới rẫy. Cha nhà chú này rẫy to quá một khác luôn. Tôi sẽ quay cho các bạn xem nha. Hay hôm vừa là đi hàn cổng này. Hàn cổng kéo lưới. Này kéo lưới tiếp kia luôn, sợ lắm các bạn, khác luôn mà. Được. Cá nhỏ kéo tới cục kia, hôm qua là kéo bên kia. Vừa là kéo tới đây rồi, là thiếu lưới. Xong rồi tiếp bên kia cũng kéo rồi, cũng thiếu lưới. Cái tầm 2 cuộn rồi các bạn. Thì mà kéo những cối như này rất là khó. Chia sẻ công việc đầu năm nha các bạn nhé, kéo những đường như này rất là khó các bạn. Cuối năm đi làm thuê người đẩy nha các bạn nha. Cuối năm đi làm thuê kéo lưới người đẩy, chưa có việc phụ hồ hay đi xây nữa. Có việc thì làm được đấy thôi các bạn ạ, không dám lắm, không buồn. Nhà ngoài quê thì đang còn có mẹ già nên các bạn ạ, đang tính về quê nghiệp đây mà chưa đủ tiền này các bạn, vẫn đang loay hoay lên quanh ở phố đây. Rồi phố nó người ta cũng có rẫy, nhiều rẫy người bên ED nó nhiều rẫy lắm nên là mình đi phụ rẫy luôn. Cũng làm đủ thứ nghề rồi á các bạn, kéo lưới những đường như thế này rất là khó. Cái thằng hàng rào bên kia nói chung là làm đủ thứ nghề thôi, nghề nào cũng làm rồi nên là đầu năm cũng ít việc nên là nghỉ rồi đi làm lặt vặt đây các bạn ơi. Nói chung là chia sẻ công việc nhé các bạn nha. Ở cà phê này nhỏ mà nó có hoa rồi. À, người ta có rẫy nha, mình mà có rẫy thế này thì tốt nhỉ. Đường rẫy bắt ngắt tiêu này. Này bữa này ở dưới này là hái tiêu. Hái tiêu ấy làm rẫy tưới cà nha các bạn, tưới cà hái tiêu. Nói chung là nhiều việc lắm. Việc nào cũng có nha, thì mình lười thì mình không làm được thôi, còn như không phải là dân thành phố thì làm nọ làm kia nha các bạn nha. Quê bây giờ là ở ngoài phố này nó nhiều việc kìa. Nay đi kéo lưới ngoài đáy làm công việc của những người làm nông nha các bạn nha, chia sẻ công việc làm nông nha các bạn nha. Nói chung là chia sẻ đủ thứ việc cho các bạn xem để tí nha. Nói chung mà cuộc sống của mình là như thế nên chia sẻ vậy thôi. Chúc các bạn một đầu năm an khang thịnh vượng, làm ăn phát đạt nha các bạn nha. Chúc các bạn có công việc mới tốt, còn mình thì đi làm đấy đây. Đây 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 đây.
nhận làm nông mệt. Này. Nhìn lỗ, lỗ hình bà. À, đây. Ừ. Rồi, ok. À, hôm nay nhờ camera làm mà xô, quay. Anh em khoan cái lỗ để trụ bê tông, trắng lưới, vườn rẫy nhà mà xô. Đây, yo, một ngày làm nông của anh em đã xong. Đi về. Bây giờ là nghỉ ngơi. Quá mệt, đúng không? Mà xô rồi, mà xô làm vắt cái máy. Quá mệt. Đây, tới rồi. Ok, chia sẻ cuộc sống làm nông của anh em nha các bạn. Giờ là bắt trụ này lên 20 cây còn 7 cây nữa. Đây gọi là làm nông vất vả lắm các bạn ạ. Giăng lưới xong bây giờ là chôn trụ. Nãy dùng máy kia khoan lỗ rồi, bây giờ anh em vác. Hãy cùng trải nghiệm mà đi làm nông nào các bạn. Đây hồi nãy là dùng máy này khoan lỗ rồi, bây giờ là đi vác tí chứ kia. Đó, cùng theo mình nha các bạn nha. Đây là chia sẻ làm nông đây. Bởi giăng lưới hôm qua thì không quay được, do mình với chú kia làm hai người nên là lưới cuộn lưới cũng to nặng này, không có thời gian quay. Chỉ giới thiệu ở đầu thôi. Giờ là đây con rể của ông chủ nhà làm cùng này. Ông vác trước rồi. Ok, chia sẻ cuộc sống hàng ngày cho các bạn xem. Ui, nói chung một cây này nó cũng nhẹ đấy các bạn ơi, nhẹ nhưng mà vác nhiều là sẽ nặng. 20 cây thì cũng ít. Ôi, chia sẻ cuộc sống ngày. Hôm qua giăng lưới này, tới đây rồi, giờ là cái trụ. Và cái tích kia không nghĩ kia nó là chia sẻ của sống làm nông đấy các bạn nha. Làm nông là thế đấy, vất vả đấy. Các bạn cố gắng học hành đi rồi thành tài, làm nghề nó nhẹ nhàng nhá. Chứ làm nông này không ăn thua, chỉ đủ năm thôi, chờ vụ mùa cả mùa tiêu rồi đi hái đi kia thôi. Thôi chia sẻ cuộc sống hàng ngày thường ngày đầu năm đi làm rẫy đây. Ok, ok, nghỉ trưa đây. Nghỉ trưa tí đây các bạn ơi, làm nông. Đã đang kiếm chút chút chữ đăng lên YouTube, ai đăng lên Facebook đấy. Bà ai rung ngàn á. Thank you.
kệ, đây là trụ cuối cùng rồi đây. Okay.